Ok, chào toàn thể anh em nhé. Một số bác thì cũng rất là khủng khoắm, muốn em làm cái vỏ hộp CD Camry nhưng mà phải cái mặt này phải là mặt giả đá. Đấy, các bác rất là khủng khoắm, cứ muốn làm cho các bác theo kiểu mặt giả đá. Thì đây là hôm nay em chia sẻ cho các bác là bằng một cái hộp sơn ATM mã sơn A200 là mã sơn full màu trắng kết hợp với một sơn mã A210 là sơn full màu đen. Chỉ cần trắng và đen này anh em cứ sơn lót từng lớp một nhủ lên thì anh em sẽ được là một cái màu giả đá thế này, rất là tuyệt vời luôn. Đấy, đấy là theo yêu cầu của các bạn khách. Mặt này như kiểu mặt đá ấy. Đấy, là cả anh em sẽ làm phối kết hợp như thế này cho em thì sẽ đây là cái màu giả đá anh em nhé. Đấy, đây em làm hai cái vỏ Camry mặt giả đá cho bà khách đặt theo yêu cầu. Đấy thì em làm vì là bác đặt một con nhưng mà nốt công thì làm hai con, thấy nó rất là hay hay. Chỉ cần thủ thuật là anh em pha trộn giữa màu đen và màu trắng. Màu đen và màu trắng anh em cứ sơn từng lớp một, xong là cứ sơn nhủ lên thì nó sẽ ra được thế này. Em sơn lót rất là dày rồi. Đấy anh em xem nhá, màu giả đá rất đẹp. Rồi xin cảm ơn anh em. Đây là một cái mẹo để chia sẻ cho anh em. Chỉ cần hai tông màu trắng và đen, anh em phối kết hợp thành màu giả đá tuyệt vời.